Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Thu Phương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Phương, là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam đương đại, giọng ca nữ nổi tiếng nhất Việt Nam từ khoảng giữa thập niên 90. Đầu những năm 2000, cô cũng được công nhận rộng rãi là một trong những nữ ca sĩ Việt Nam có ảnh hưởng trong thời kỳ thập niên 90 với giọng hát trầm khàn hiếm có. Cô đã gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước trong thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ làn sóng xanh và nhận được những đánh giá tích cực cùng một huy chương vàng cao quý từ Liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc được trao bởi Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1995. Cô có phong cách biểu diễn đa dạng, được biết đến rộng khắp từ các ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Dòng Sông Lơ Đắng và hát song ngữ nhiều bản nhạc nước ngoài đang thịnh hành thời đó, nổi tiếng hơn cả là Unze Amihat, Halala và Coco Jumbo. Thu Phương đặc biệt thành công với những ca khúc về mùa thu và về biển cùng các sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh thời kỳ. Còn sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam, thập niên 80, Thu Phương là thành viên hát chính trong ban nhạc rock Tây Hồ. Thập niên 90, cô chính thức trở thành diễn viên của nhà hát tuổi trẻ và xuất hiện bên cạnh người chồng đầu của cô là tay trống của ban nhạc Tây Hồ, VMC. Họ trở thành cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam của kỳ này. Năm 2003, Thu Phương bất ngờ sang Mỹ cư trú. Cô được cho là tự ý rời bỏ đất nước và có những phát ngôn gây tranh cãi về chính trị nên bị tước quyền công dân, mất quyền nghệ sĩ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Thu Phương vẫn giữ và sử dụng hộ chiếu Việt Nam của mình cho tới khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ vào tháng 5 năm 2008. Một cũng trong năm 2008, lần đầu tiên cô được cấp phép về nước biểu diễn cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam 19. Từ đó đến nay, song song với những hoạt động ở hải ngoại, Thu Phương thỉnh thoảng vẫn tham gia các chương trình âm nhạc trong nước. Sau khi sang Mỹ cư trú, Thu Phương ly hôn với Huy MC sau 14 năm chung sống, để lại nhiều tiếc nuối với người hâm mộ. Hiện tại, Thu Phương đang sinh sống tại thành phố Irvine, tiểu bang California, Hoa Kỳ với người chồng thứ hai và 4 người con của mình. Cô vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc tại đây. Năm 2015, cô là huấn luyện viên của chương trình Giọng Hát Việt Mùa Thứ Ba cùng với Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Nguyễn Thị Thu Phương sinh ngày 9 tháng 10 năm 1972 tại quận Kiến An, Hải Phòng. Trong thời kỳ gia đình cô đi sơ tán về đây, một thời gian sau gia đình cô quay về lại nội thành tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bố mẹ của Thu Phương đều là công nhân viên, bố cô là nhân viên của một công ty xây dựng, mẹ làm việc tại công ty dịch vụ ăn uống của Hải Phòng. Bố của Thu Phương là người truyền đam mê nghệ thuật sang cho cô trong giai đoạn tuổi thơ nhiều khó khăn. Thời kỳ đầu của sự nghiệp đến trước thập niên 2000, hình ảnh của Phương đối với công chúng và báo chí được nhận xét là tomboy, cá tính, năng động và không kém phần bốc lửa, đặc biệt trong giai đoạn tách khỏi ban nhạc Tây Hồ và hát đôi với Huy MC, biểu diễn tại các vũ trường lớn của Hà Nội cuối thập niên 90. Phương luôn xuất hiện với hình ảnh tóc tém nhuộm vàng, áo thun đen ba lỗ cùng quần da bó sát. Chia sẻ trên tờ Đẹp, Phương cho biết: chúng tôi gắn liền tên tuổi, phong cách với lớp trẻ. Chúng tôi ảnh hưởng nhiều đến họ bởi những khát vọng, niềm tin tươi sáng của tuổi trẻ. Âm nhạc của Phương thời kỳ này ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhạc trẻ quốc tế qua việc chọn ca vở nhạc ngoại cũng như các thể loại đang thịnh hành như slow pop, disco và rap. Phong cách biểu diễn của Phương trên sân khấu cũng được cho là mang đậm dấu ấn cá nhân và rất Thu Phương. Điển hình là lối đưa tay khung khung từng được nghệ sĩ Hải Đức Hải nhại kiểu cách này trong một tiểu phẩm hài. Sau khi sang Mỹ cư trú cũng như thay đổi thị trường âm nhạc, hình ảnh của Phương cũng thay đổi so với giai đoạn đầu. Thu Phương xuất hiện trước công chúng với mái tóc dài, với những bộ trang phục được thiết kế trẻ trung, các thể loại đang thịnh hành như slow pop, disco và rap. Phong cách biểu diễn của Phương trên sân khấu cũng được cho là mang đậm dấu ấn cá nhân và rất Thu Phương. Điển hình là lối đưa tay khung khung từng được nghệ sĩ Hải Đức Hải nhại kiểu cách này trong một tiểu phẩm hài. Sau khi sang Mỹ cư trú cũng như thay đổi thị trường âm nhạc, hình ảnh của Phương cũng thay đổi so với giai đoạn đầu. Thu Phương xuất hiện trước công chúng với mái tóc dài, với những bộ trang phục được thiết kế trẻ trung. Âm nhạc của Phương giai đoạn sau này cũng sâu sắc và trưởng thành hơn. Huy MC nhận xét về phong cách của Phương trên tạp chí Đẹp số tháng 3 năm 2015. Bây giờ,
Rõ ràng Phương hát rất đằm thắm, không giống như ngày xưa. Có thời điểm Phương hát như một cô gái đang yêu, đầy sôi động. Phương ngày đó vẫn có sự lãng mạn, nhưng là sự lãng mạn trong sáng. Bây giờ từ cách hát đến cách chọn bài, Phương đều chứng tỏ mình là một người phụ nữ thực sự trưởng thành. Nhiều trải nghiệm vẫn là chất giọng trầm khàn đặc biệt, nhưng ngày xưa Phương hát mộc mạc hơn, gần gũi với bản gốc hơn. Còn bây giờ, Phương có sự sáng tạo hơn trong cách xử lý từng ca khúc. Thu Phương, Huy MC từng là cặp vợ chồng hạnh phúc, đẹp đôi trong mắt nhiều khán giả. Không ai ngờ cặp đôi lại có ngày chia tay bởi tình yêu của họ xây dựng không phải ngày một ngày hai. Quang Huy là mối tình đầu của Thu Phương. Khi ấy, cô mới 18 tuổi và đang là ca sĩ nổi tiếng. Còn Huy MC đang học năm cuối học viện an ninh, âm nhạc đã gắn kết họ, khiến họ nhận ra không thể sống thiếu nhau. Chuyện tình cảm này ban đầu không được lòng bố mẹ Quang Huy. Ông bà không thích con trai lấy vợ theo nghiệp cầm ca. Vì yêu thương nhau sâu đậm, cặp đôi thuyết phục được phụ huynh. Năm 1993, cặp đôi kết hôn và không lâu sau đó họ có con chung. Thời điểm đó, Thu Phương luôn tự hào và hạnh phúc mỗi khi nói về chồng và các con. Đối diện với cuộc sống mới, Thu Phương nhận thấy những rạn nứt trong mối quan hệ của cô và chồng. Trong khi Thu Phương luôn cầu tiến và muốn phát triển sự nghiệp ca hát, Huy MC có hướng đi mới. Dù vẫn yêu ca hát, biết chuyện chồng có người khác, Thu Phương quyết định chia tay, kết thúc cuộc hôn nhân 14 năm trong nước mắt. Nữ ca sĩ trải lòng về cuộc hôn nhân cũ, 14 năm hôn nhân, Huy MC chưa bao giờ là chỗ dựa của cô, bởi anh là người sống đơn giản và không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trong hôn nhân. Vì quá yêu chồng nên Thu Phương luôn gồng mình để đảm nhận vai trò của anh trong gia đình. Mãi đến tận sau này, cô mới hiểu rằng trong hôn nhân, không phải chỉ có tình yêu là đủ. Tuy chia tay nhưng Thu Phương và Huy MC vẫn coi nhau là bạn bè, thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của Thu Phương. Anh muốn ở bên cạnh giúp đỡ cô. Dũng Taylor trở thành bờ vai vững chắc cho Thu Phương lúc cô gặp khó khăn. Anh là người quản lý, nhận sâu và định hướng cho con đường nghệ thuật của Thu Phương. Nữ ca sĩ 7X luôn trân trọng bạn đời sau khi đã chung. Sống với anh 10 năm, Dũng Taylor đã thay Thu Phương về Việt Nam đón hai con, nuôi nấng và coi hai cháu như con ruột và được chúng yêu thương lại như bố đẻ. Tất cả sự chân thành của Dũng Taylor đã khiến Thu Phương lấy lại niềm tin và tình yêu trước khi gật đầu đồng ý. Trong hơn 10 năm qua, Thu Phương luôn nhận được lời cầu hôn từ bạn đời. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, tôi thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi tôi một câu, hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa? Đối với tôi câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Tôi thích điều đó lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.